Batman! Love to live on an ocean beach or in a green forest, but what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. Your hands above your head.
đem đến sự đổi mới cho survival horror là mục tiêu cho rất nhiều nhà phát triển game trên thế giới, và nguồn cảm hứng của họ đến từ những tượng đài như Resident Evil và Dead Space. Tuy nhiên, ngay cả những tượng đài ấy cũng không tránh khỏi các phiên bản thất bại khi chúng cố gắng áp dụng các xu hướng mới trên thị trường vào công thức quen thuộc, khiến các fan cảm thấy mình bị phản bội. Ngược lại, nếu liên tục cho ra các hậu bản mà không có gì đổi mới, nó giống như nhà phát triển đang cho chúng ta đồ ăn nhanh, thỏa mãn, hưng phấn lúc đầu, nhưng cảm giác chán nản nhanh chóng ập tới. Trong thế hệ console thứ 8 này, bạn đã chứng kiến bao nhiêu tựa game AAA rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vẫn biết với mỗi dự án, hàng trăm thậm chí hàng ngàn con người vẫn dồn hết nhiệt huyết của họ hàng ngày, nhưng khi sức ép của tập đoàn, cổ đông và mục tiêu lợi nhuận ngày càng lớn, thật khó để các studio có được động lực cần thiết để mạo hiểm, thật sự tạo ra cơ chế mới lạ. Nếu đã xem qua video classic về hai phiên bản Metro 2033 và Metro Last Light, bạn đã chứng kiến quá trình hình thành và chặng đường đầy chông gai mà 4A Games phải trải qua như thế nào. Hơn ai khác, tôi mong 4A thành công, và cho dù không muốn mạo hiểm trong phiên bản thứ 3 của Metro, thay vào đó, tiếp tục khai thác thế mạnh của bối cảnh chật hẹp trong đường hầm, áp dụng công nghệ đồ họa tiên tiến thì không ai có thể trách được họ. Nhưng không, một studio từng làm việc trong thời tiết lạnh giá mà không có máy sưởi, một studio phải nhập lậu PC cấu hình cao và console để playtest, một studio chỉ có nhân lực và kinh phí 10% so với mặt bằng chung sẽ không hài lòng với bản thân như vậy. Trong khoảng thời gian 5 năm giữa Last Light và Exodus, nhà văn Dmitry Glukhovsky đã cho ra mắt chương cuối cùng trong trilogy tiểu thuyết Metro. Mặc dù ngay từ phần mở đầu, bạn có thể nhìn thấy dòng chữ lấy cảm hứng từ 2035, nhưng sự thật thì mối quan hệ giữa tiểu thuyết và các phiên bản game phức tạp hơn nhiều. Metro 2033 có thể được coi là một chuyên thể khi nó theo sát các tình tiết nhất, với nhân vật chính là Artyom, hành trình từ ga trung tâm Polis tìm thấy D6, và cái kết là sự hủy diệt của giống loài Dark Ones trên mặt đất bằng tên lửa tầm xa. Với Last Light, mặc dù có phần 2 của tiểu thuyết là Metro 2034, nhưng Artyom lại không hề xuất hiện, trái lại, khai thác cuộc phiêu lưu của Hunter. Nhà văn Dmitry phải phối hợp cùng với 4A để viết nên một câu chuyện hoàn toàn mới, tiếp tục hành trình của Artyom sau khi trở thành một Spartan trong hiệp hội The Order. Bên cạnh đó là sự trở lại của Dark Ones và vai trò của họ trong trận chiến tại D6. Last Light hoàn thành công thức Hero's Journey mà chúng ta đã đi sâu vào phân tích trong video Classic. Bạn có thể gói gọn nội dung của tiểu thuyết Metro 2035 bằng đoạn intro tóm tắt cốt truyện ở đầu clip. Chủ đề của nó xoay quanh việc Artyom khám phá ra sự sống của con người bên ngoài thủ đô Moscow và ảnh hưởng của những cuộc phiêu lưu mạo hiểm trên mặt đất tới đời sống gia đình bên cạnh Anna. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? Trong khi tiểu thuyết đi sâu vào mối quan hệ giữa các phe phái, thì Metro Exodus với mục tiêu thay đổi bối cảnh, cải tiến gameplay, đưa Artyom, Anna và The Order ra khỏi Moscow chỉ trong 2 tiếng đầu tiên. 4A chia sẻ rằng, ban đầu họ muốn người chơi dành nhiều thời gian hơn ở ga Exhibition với khả năng di chuyển tự do giữa các station, rồi mới dần dần khám phá ra việc chính phủ Hansa dựng nên các trạm làm nhiễu sóng radio xung quanh Moscow. Tuy nhiên, tôi hiểu quyết định của họ khi rút ngắn phần mở đầu như vậy. Một phần vì vấn đề thời lượng, một phần về kinh phí, nhưng chủ yếu là chiến dịch marketing bắt đầu từ E3 2017. Một khi đã biết điểm cải tiến mấu chốt của Exodus là khám phá các vùng đất mới, bạn có muốn tiếp tục kẹt lại ở Moscow trong gần chục tiếng đồng hồ nữa không? Quay trở lại với Artyom, dường như đây là một nhân vật sinh ra cho những thế hệ đầu chỉ nick như tôi vậy. 10 năm về trước, anh ấy chỉ là một thanh niên mới lớn, tìm mục đích sống trong thế giới khắc nghiệt sau chiến tranh hạt nhân. Còn bây giờ, khi mới có gia đình, khát vọng tìm vùng đất hứa của Artyom cũng là điều dễ hiểu. Dù giúp The Order chiến thắng Red Line, lập lại hòa bình dưới đường hầm Metro, vấn đề mấu chốt của loài người vẫn chưa được giải quyết. Dân số đang giảm đi rất nhanh, lương thực, thuốc men cạn kiệt, trong khi đó Mutant ngày càng hung dữ. Artyom làm sao có thể để con mình lớn lên trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy? Vẫn biết nếu ở lại The Order, phụ trách huấn luyện cho thành viên mới, hai vợ chồng sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn, có một căn hộ riêng, nhà tắm riêng, thức ăn đầy đủ, nhưng sống với một hy vọng hão huyền và một phép màu không phải là thứ Artyom muốn. Anh ấy tin rằng câu trả lời vẫn nằm ở ngoài kia. Nếu 2033 và Last Light nhấn mạnh khía cạnh Immersion, đặt người chơi vào tâm thế của Artyom để lần đầu tiên chứng kiến cách loài người tồn tại dưới đường hầm như thế nào, trong Exodus thì 4A thay thế Immersion bằng một khía cạnh khác, Attachment. Dịch nôm na là sự gắn bó, liên kết với các yếu tố xung quanh, từ nhân vật phụ, bản thân đoàn tàu hỏa Aurora và ngay cả vũ khí cầm trên tay.
Chúng ta sẽ dần đi qua từng yếu tố kể trên trong video clip này, nhưng trước hết, hãy có một cái nhìn tổng quát về cốt truyện. Somewhere out there, under the skies, there's still a habitable place. We're not doomed to live the rest of our lives underground. When it has been years since anyone's heard anything but static and white noise on the radio, who could still believe we are not alone on this earth? My wife, my comrades from the Order, my friends, people from my station. Nobody believes me. Intruder! Artyom, stand still, for I slit her throat. Metro chưa bao giờ nổi tiếng về các tình tiết bất ngờ đẩy cảm xúc của người chơi lên cao giống như các game phiêu lưu hành động mà bạn thường thấy trên thị trường. Câu chuyện được kể trong game có thể được tóm gọn trong một vài câu văn. Metro 2033, Artyom đi từ station này qua station khác, cảnh báo ga trung tâm Police về mối nguy hiểm của Dark Ones, rồi trèo lên tòa tháp cao nhất Moscow. Last Light phức tạp hơn một chút, nhưng thay ga Police bằng D6, cộng thêm mối nguy hiểm cận kề hơn là cuộc tấn công của Red Lines và chúng ta vẫn có một cuộc hành trình từ A đến B quen thuộc. Điểm khác biệt của Last Light là nó đi sâu hơn về quá khứ của Artyom và các phe phái dưới Metro, cộng thêm yếu tố siêu nhiên đến từ Khan và Little One. Tuy nhiên, bạn vẫn dễ dàng đoán trước được định đến cuối cùng như thế nào. Metro Exodus theo tôi có câu chuyện hay nhất trong cả series. Thế nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn nghĩ rằng nó chẳng có gì đặc biệt khi đọc qua đoạn tóm tắt trước khi mở game. Artyom, Anna cùng The Order du hành đến một vài địa điểm để tìm nơi không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, có nguồn nước, không khí trong lành. Chỉ cần xem một vài trailer của game thôi, bạn sẽ biết các địa điểm đó là gì. Và có lẽ khi kết thúc cho trilogy, 4A sẽ cho chúng ta một cái kết có hậu. Như tôi đã đề cập ở trên, Metro chưa bao giờ đề cao tầm quan trọng của đích đến mà là hành trình bạn trải qua. Với Exodus, tôi thích cách 4A đẩy câu chuyện lên trước, rồi sau đó để gameplay và bối cảnh phục vụ cho câu chuyện đó. Bạn đã bao nhiêu lần chứng kiến nhân vật chính trong một game thế giới mở có vài lời hội thoại đơn giản với NPC, nhận quest, có thể là đi tìm một đồ vật nào đó, và tình cờ quest sẽ dẫn bạn đến khu vực mới trên bản đồ. Không chỉ trong thể loại thế giới mở, phiêu lưu hành động tuyến tính cũng có nhiều ví dụ khi gameplay đi trước, câu chuyện theo sau. Hãy cùng nghe những chia sẻ của Travis McIntosh, trưởng ban lập trình ở Naughty Dog về Uncharted 3. For instance, there's a chase scene in Yemen in Uncharted 3 where we're chasing a guy through a level. We had no idea who that guy was. For I'd say about a year and a quarter, but we had the level, we made it. We didn't know who he was gonna be, and then finally the story caught up, and then boom, we know who that is now. Và đó là lý do mà theo tôi, Uncharted 2 hay hơn Uncharted 3. Mặc dù xét về các pha hành động hoành tráng, phần 3 vượt trội hơn hẳn, nhất là màn rơi máy bay xuống sa mạc Yemen, nhưng mạch cốt truyện lại không được kể một cách tự nhiên như phần 2. Dĩ nhiên là cuộc tranh luận này không có nhiều ý nghĩa cho lắm bởi phần 4 mới là đỉnh cao trong cả series, nhưng đó là đề tài cho một video trong tương lai. Quay trở về với Exodus, ngay từ khi bắt đầu dự án, 4A Games đặt ra câu hỏi khi Ranger đánh cắp xe lửa, trốn thoát khỏi Metro, bị truy nã, không có hướng đi nhất định, thì họ sẽ làm gì? Những người lính dù có giỏi đến đâu, họ vẫn chỉ được huấn luyện trong chiến đấu. Họ sẽ cần một người lái tàu và kỹ sư vận hành máy móc. Chặng đường còn dài và thành viên trên tàu ngày càng đông, họ cần có một chỗ ngủ đàng hoàng, nhà vệ sinh, chỗ tắm rửa, chứ không thể nằm dưới sàn kim loại mãi được. Where, pray tell, are they going to sleep on the Aurora? Atop the coal crates? We Spartans can handle it. But for a woman with a 6-year-old daughter, no less, this is unacceptable. Vậy là Artyom xâm nhập vào một trại bandit để cướp tòa chở khách, nhưng làm sao anh ta đưa được toa tàu này về Aurora? Thay vì chiếu một đoạn cutscene đơn giản, game bắt bạn phải đến một trạm luân chuyển bị bỏ hoang, ngập nước và là hang ổ của Humanimal để lấy chiếc xe kéo, lắp vào toa tàu, tự chuyển đường ray và đi toàn bộ chặng đường về tới Aurora. Toàn bộ cốt truyện của Exodus dừng lại cho chuỗi hành động này, nhưng nó rất logic, thử thách và kết quả là mỗi khi đi lại trong đoàn tàu sau nhiệm vụ này, bạn có được cảm giác gắn bó với bản thân Aurora vì chính bạn là người cho thành viên chỗ ăn ngủ đàng hoàng, một buồng tắm nước nóng và nhà vệ sinh có xả nước. Đúng, chỉ có một series như Metro mới khiến tôi cảm thấy thỏa mãn chỉ với tình tiết nhỏ như vậy. Cảm giác gắn bó không chỉ dừng lại ở các toa tàu mà còn là các NPC nữa. Anna và Miller là hai nhân vật trở lại từ phần trước nên nếu là fan, tôi chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi Anna được phát triển một cách toàn diện hơn. Dù rất thích Last Light, tôi nghĩ là mối quan hệ tình cảm của cô với Artyom là một trong những điểm yếu. Nó hơi bị gượng ép,
chủ yếu là vì Anna xuất hiện chỉ trong một vài chừng đoạn ngắn ngủi, và đương nhiên là không thể không kể đến hàng loạt bài báo nói về cảnh nóng với Artyom. Riêng tôi lại không có vấn đề gì, bởi họ là hai thanh niên, không biết trong người có đang mang virus và sống được đến ngày hôm sau hay không. Họ lại vừa thoát chết trong gang tấc sau sự truy đuổi của Redline. Cảm xúc dâng cao, không gian thân mật, không có gì ngạc nhiên khi họ muốn trọn vẹn hiến dâng một lần cả. It's hard for me to tell you these things, Artyom. But I want to feel that I'm alive. Anna trong Exodus có vai trò rất quan trọng cho cốt truyện, đồng hành cùng người chơi trong nhiều nhiệm vụ hơn, và quan trọng nhất là thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính nhưng không giáo điều. Tôi luôn thích cách khắc họa nhân vật nữ như thế này, để người chơi tự tạo sự kết nối, thay vì giơ một cái loa phóng thanh lên và nói rằng hãy chiêm ngưỡng nhân vật nữ mạnh mẽ của chúng tôi đi. Kế đến là Miller. Tôi đã đoán trước rằng Exodus sẽ đi sâu vào hai khía cạnh của mối quan hệ giữa ông và Artyom. Mặc dù có công rất lớn trong chiến D6, bạn có thể cảm thấy Artyom luôn tự so sánh bản thân mình với Hunter, vốn là người con rẻ mà Miller muốn gả Anna cho trước khi anh ta bỏ mạng trong Metro 2033. Hunter là một huyền thoại ở The Order, trong khi Artyom chỉ là một thanh niên mới lớn. Không quá ngạc nhiên khi anh ấy chưa dám gọi Miller bằng cha. Ngược lại, việc từ bỏ The Order cùng Anna quay trở về gã Exhibition chắc chắn sẽ không làm cho Miller hài lòng. Con gái của ông ta từ tay súng bắn tỉa thiện xạ, giờ làm nông dân trồng nấm sống qua ngày. Đó là chưa kể đến hàng loạt chuyến đi mạo hiểm của Artyom lên mặt đất để tìm kiếm tín hiệu từ thế giới bên ngoài. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours, but don't you see what you're doing to my daughter, your wife? Dad, please. Foy Games chia sẻ rằng đoàn tàu Aurora trong quá trình lên ý tưởng có quy mô lớn hơn rất nhiều, với hàng loạt toa tàu nối tiếp nhau và toàn bộ thành viên lên đến gần 100 người. Tuy nhiên khi đã hoàn thành Exodus, tôi nghĩ rằng quyết định của Foy là đúng khi chỉ cho bạn đồng hành cùng thành viên của The Order và một vài dân thường khác dọc đường đi. Dĩ nhiên theo truyền thống của dòng game Metro, có tìm hiểu, kết nối với họ hay không là quyết định của bạn. Ở giữa các level chính, bạn sẽ được đi lại tự do, khám phá từng ngóc ngách của đoàn tàu. Nó làm tôi nhớ đến Safe House trong hai phiên bản Wolfenstein gần đây. Nhật ký của Artyom được cập nhật dần lựa vào lựa chọn của bạn trong các màn chơi. Đi sâu vào tiểu sử của từng thành viên, từng level, phe phái, vũ khí, sinh vật đột biến, vân vân. Bạn có thể ngồi nghe tâm sự của Anna hàng giờ liền, hút một điếu thuốc với kỹ sư Crash, đánh đàn với Stefan hay chia sẻ triết lý sống với Idiot. Mặc dù diễn xuất và cử động nhân vật còn khá cứng, điểm quan trọng nhất là chất lượng lồng tiếng đã được cải thiện rõ rệt. Rất nhiều game thủ muốn trải nghiệm Exodus bằng cách bật ngôn ngữ tiếng Nga, nhưng theo tôi, tiếng Anh mới là cách làm cho người chơi nhập tâm nhất. Artyom là người Nga nên anh ta sẽ hiểu được tất cả lời nói của các nhân vật chính lẫn các cuộc hội thoại ngoài lề. Chơi bằng tiếng Nga, khả năng cao là bạn sẽ phải đọc phụ đề và đôi khi bạn bỏ lỡ nhiều chi tiết trên màn hình. Đến với một game có nhân vật chính im lặng như Metro, tôi muốn hóa thân vào Artyom. Và việc phải đọc phụ đề nhiều khi phá vỡ cảm giác nhập tâm đó. Nếu ai đã xem qua series Chernobyl trên HBO, chắc chắn sẽ hiểu điều này. Tôi tin là cốt truyện của Metro Exodus sẽ không làm cho bạn thất vọng, dù bạn là người mới đến hay đặc biệt là fan gạo cội từ 2033 và đang chờ một cái kết mãn nhãn. Nhưng có lẽ đến thời điểm này, bạn đã nghe rất nhiều ý kiến trái chiều về khía cạnh Open World trong ngoặc kép của Exodus. Hãy cùng tôi đi sâu phân tích ưu và nhược điểm của gameplay trong phần tiếp theo để tìm ra câu trả lời. Có lẽ điều đầu tiên tôi nên làm rõ là Metro Exodus không phải là game thế giới mở open world. Thay vào đó, nó diễn ra theo một mạch game tuyến tính, xen kẽ giữa các level nhỏ, lối đi định sẵn, game cho bạn 3 màn chơi với quy mô rộng hơn, tự do đi lại, chu kỳ ngày đêm mà không có quá nhiều áp lực để đến với checkpoint tiếp theo. 3 màn chơi này là đầm lầy Volga, sa mạc Caspian và rừng rậm Taiga. Thay vì soi đèn pin vào từng ngóc ngách dưới đường hầm, giờ đây bạn kiểm tra từng cánh cửa, từng ngôi nhà hoang để kiếm nguyên liệu crafting.
Đây là cơ hội để 4A kể các câu chuyện gián tiếp ẩn trong mỗi màn chơi. Trong 2033 và Last Light, game sử dụng các dòng chữ trong nhật ký của Artyom làm phần thưởng cho bạn khi chịu khó khám phá các góc khuất của level. Nhưng phải thú thật là một quyển sách nhấp nháy như thế này làm hỏng đi sự tự nhiên của môi trường xung quanh. Giờ đây, mỗi collectible bạn tìm thấy, dù là một cuộn băng ghi âm hay một mảnh giấy nhỏ, đều xuất phát từ các sự kiện trước đó. Chúng thường nói về sự thay đổi của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Bạn nhìn thấy một chiếc máy bay mắc kẹt trong đầm lầy, bạn sẽ biết phi hành đoàn cố gắng sinh tồn trong tuyệt vọng như thế nào. Một hội cuồng giáo không tin vào công nghệ điện năng, bạn sẽ biết quá trình dân thường bị tẩy não để tin vào lối sống đó ra sao. December 31st. We're no longer alone in this world. The God is with us, so who could stand against us? A New Year's Eve is a perfect time to turn a new page. Besides, as Father Salantius says, electricity is a sin. Nếu đã chơi qua The Last of Us, chắc chắn bạn sẽ không thể quên level ở Pittsburgh. Khi chỉ qua các mảnh giấy nhỏ, bạn sẽ biết được cả một cộng đồng xây dựng trong đường cống ra sao và bi kịch gì xảy ra với họ. Những level như thế này dù không có chút hành động gameplay nào, nhưng bạn có thể dành ra cả tiếng đồng hồ chỉ để nhập tâm, tìm ra các manh mối tiếp theo. Nó khiến cho thế giới trở nên chân thật hơn và cũng là tiền đề cho thể loại walking simulator như Gone Home, Firewatch hay Dear Esther. Quay trở lại với Metro Exodus, bạn có thể tưởng tượng các màn chơi thế giới mở giống như level Pittsburgh trong The Last of Us, nhưng nhân quy mô lên gấp 10 lần. Bản thân tôi nghĩ rằng ai là fan của Metro thì đây đương nhiên là điểm mạnh. Đúng, bản đồ chỉ có một vài dấu chấm hỏi trên màn hình và bạn phải đi qua một khoảng cách rất rộng nếu chỉ muốn chơi qua nhiệm vụ chính. Và nếu suy nghĩ một cách tiêu cực, bạn có thể nói 4A chạy theo phong trào thế giới mở để bán thêm được nhiều đĩa. Nhưng đây không phải là Call of Duty hay Battlefield. Bỏ qua các câu chuyện ẩn trong level đồng nghĩa với việc bạn lờ đi phần lớn giá trị cốt lõi của tựa game này. Không ai chơi Last Light mà lại đi một mạch qua thành phố Venice. Chẳng ai chơi 2033 mà không nán lại trong không khí tấp nập của Riga và Market. Khi có người nói rằng môi trường mở tại level Volga và Caspian làm mất chất của Metro, tôi không nghĩ như vậy mà sẽ hỏi lại rằng chất của Metro đối với bạn là gì? Một yếu tố quan trọng không kém là gameplay survival không hề bị giảm bớt. Metro vẫn tiếp tục hướng đến việc tối giản hóa các yếu tố hiển thị trên màn hình. Tất cả những gì Artyom thực hiện đều ở trong thời gian thực, từ sạc pin, xem bản đồ, đọc ghi chú, bật lửa, thay bộ lọc mặt nạ. Nhưng sự bổ sung lớn nhất trong Exodus là chiếc ba lô, cho phép bạn craft đồ và thay đổi bộ phận trên vũ khí một cách chi tiết. Và khi đã có crafting thì workbench là thứ không thể thiếu. Vừa là nơi sửa chữa áo giáp, vũ khí, vừa là các điểm checkpoint, nạp thêm đạn dược. Ở độ khó từ normal trở xuống, bạn có thể lờ đi việc tra dầu mỡ cho khẩu súng trên tay. Nhưng từ hardcore trở lên, mỗi lần đi qua bùn đất, vũng nước hay bão cát, nó sẽ overheat và kẹt đạn rất nhanh. Exodus hướng tới mô phỏng thực tế, nhưng điều tôi thích là 4A nhận ra điểm dừng vì suy cho cùng đây chỉ là video game. Phải thú thật là trong Red Dead Redemption, các cử động của Arthur khi loot đồ, lột da thú, tìm kiếm vật dụng trong từng ngăn kéo là rất ấn tượng. Nhưng khi bạn phải chờ các cử động đó hàng trăm lần, dù có chi tiết như thế nào, nó cũng dẫn đến nhàm chán. Metro chỉ cho bạn một vài chừng đoạn nhất định với animation dựng sẵn, mang tính chất gợi ý về thu nhặt đạn dược và thay đổi phụ kiện của vũ khí. Còn lại, tất cả các hành động vẫn chỉ diễn ra trong một nút bấm mà thôi. Bởi cái hay trong survival không phải là xem nhân vật chính nhặt đồ như thế nào, mà là đưa họ đến các địa điểm để tìm ra nguồn tài nguyên quý giá. You made a mistake coming here. Tôi hy vọng kể từ bây giờ, bất cứ game FPS chơi đơn nào cũng cho phép gamer hạ vũ khí xuống một cách tùy ý giống như trong Exodus. Vừa tốt cho việc khám phá môi trường, vừa khiến hội thoại trở nên tự nhiên hơn. Không ai muốn giơ súng vào mặt NPC đồng minh mãi cả. Một điểm mà tôi chưa thích trong cách bố trí nút bấm là menu vũ khí. Thay vì tốn hai nút RB và LB, một game chú trọng và duy trì thời gian thực như Metro có thể sử dụng vòng tròn weapon wheel giống như Days Gone mới phát hành gần đây. Bên phải của vòng tròn là các loại súng, bên trái là thuốc nổ, dao, molotov, vân vân. Đưa bối cảnh lên mặt đất đồng nghĩa với việc Metro từ bỏ hệ thống tiền tệ Military Grade Bullet. Trong 2033 và Last Light, chúng cho bạn khả năng trang bị vũ khí và nâng cấp mới ở các station, nhưng đồng thời, sức công phá của chúng cũng lớn hơn các loại đạn bình thường.
Bạn bị bao vây bởi hàng chục mutant xung quanh và hết đạn. Còn chờ gì nữa mà không lấy tiền ra và ném vào mặt đối phương. Tôi thích cách mà Metro trừng phạt người chơi bằng hệ thống này, đặc biệt là ở độ khó cao. Khi Exodus bổ sung thêm crafting, tôi có phần lo ngại về độ khó của game khi tiền tệ không còn hiện diện nữa. Nhưng điều đó đã được giải quyết bằng việc chỉ cho người chơi hai loại nguyên liệu để sưu tầm, Material và Chemical. Tất cả các vũ khí, trang bị, bộ lọc, medkit đều xuất phát từ hai nguyên liệu này. Và dĩ nhiên bạn phải cân nhắc xem mình nên craft gì để sống sót tới checkpoint tiếp theo. Chuẩn bị đi xuống đường hầm đầy khói độc thì đừng lãng phí chemical và đạn dược. Thay vào đó, craft càng nhiều bộ lọc khí càng tốt. Nhìn thấy bóng dáng của Spider-Bug, Molotov sẽ cho bạn cơ hội sống sót khi bị bao vây trong bóng tối. Tôi không phải là người đam mê súng đạn như những câu từ quảng cáo như game của chúng tôi có hàng trăm loại vũ khí, tha hồ tùy chỉnh màu sắc, nâng cấp, không có ý nghĩa nhiều cho lắm. Điển hình là khi Ghost Recon Future Soldier khoe tính năng Gunsmith ở E3. So with Gunsmith for Ghost Recon Future Soldier, we wanted to allow players to customize any weapon in the game, even down to the inner parts. Đúng, nó rất chi tiết, nhưng khi thật sự chơi Future Soldier, tôi chỉ quan tâm đến cách phối hợp chiến thuật giữa các đồng đội như thế nào và sử dụng vũ khí mà game dựng sẵn cho từng level. Cách tiếp cận vũ khí trong Exodus của Foy hoàn toàn khác. Trong thế giới có hàng ngàn khẩu Kalash, nhưng khẩu Kalash bạn đang cầm trên tay sẽ mang dấu ấn riêng của bạn từ đầu đến cuối game. Vũ khí và mod không thể được mua bằng tiền mà phải được thu nhặt trong môi trường. Bạn bắt gặp một khẩu Blaster trong căn cứ của Bandit, đừng vứt súng của mình đi mà thay vào đó lấy các bộ phận cần thiết để cất vào ba lô. Có thể đó là ống nhòm ACOG, có thể là tay cầm bằng gỗ hoặc ống giảm thanh. Mỗi sự thay đổi đều được thể hiện trong thời gian thực giống như trong series Crisis. Một khẩu súng lục thô sơ có thể nhanh chóng trở thành súng bắn tỉa semi-auto tầm xa. Súng đồ chơi hơi nước Tika dần dần trở thành vũ khí mạnh nhất trong game với điện năng, laser và ống nhòm tầm nhiệt. Chưa dừng lại ở đó, 4A còn muốn mỗi khẩu súng có câu chuyện của riêng nó với các bộ phận chắp vá từ xe hơi, nhà bếp hay ngay cả một đồng xu làm tâm ngắm. Mỗi pha đạn đều có sức nặng, đặc biệt là từ khẩu Shambler quen thuộc và bạn cảm nhận được sự quý giá của từng viên đạn và sức công phá của chúng lên đối phương. Nhưng có một nghịch lý là Metro chưa bao giờ là series nghiêng về yếu tố IPS quá nhiều. Tôi đã đề cập đến vấn đề này ở trong video Classic và giờ đây, khi con người của Artyom đã được định nghĩa thông qua kết thúc có hậu trong Last Light, tôi có thể tự tin nói rằng nếu bạn cầm súng sát hại tất cả các NPC trong Exodus, bạn đang chơi không đúng cách. Và cái kết bạn nhận được dù thú vị, nhưng nó không phải là câu chuyện mà Foy muốn kể. Đây là lúc thích hợp để chúng ta đề cập đến hệ thống đạo đức Moral Point của Exodus. Nếu như 2033 và Last Light yêu cầu người chơi hoàn thành một số hành động, rất nhiều trong số đó là bất khả thi nếu không xem qua gợi ý trên YouTube hoặc Wiki, thì Exodus đơn giản hóa Moral đi rất nhiều. Áp dụng đồ chơi Stealth, bạn gần như chắc chắn có đủ điểm. Ngoài ra, một số hoạt động phụ có thể được unlock nếu bạn chịu khó giao tiếp với NPC trước khi đi đến main quest. Daddy, are you really back? Oh, thank you Uncle Artyom, thank you so much. Cơ chế Stealth trong Exodus nhìn chung không có quá nhiều đổi mới so với phiên bản Redux của 2033 và Last Light. Các lối đi không còn quá rõ ràng như tiền bản và bạn phải dành nhiều thời gian hơn trong môi trường mở để không bị phát hiện. Tầm nhìn và thính giác của AI đã được cải thiện và các đòn takedown nhanh gọn, đa dạng hơn nhiều. Game giờ đây có một thanh đo để gợi ý cho người chơi khi AI nghi ngờ, bổ sung thêm khả năng ném đá để đánh lạc hướng giống như trong Far Cry. Nhưng tôi rất hiếm khi sử dụng cơ chế này mà nó cũng không được ổn định cho lắm. Đôi khi AI không bị ảnh hưởng, đôi khi chúng nhận ra ngay vị trí của bạn đang ở đâu mà liên lạc với đồng đội, dẫn đến combat. Stealth trong series Metro luôn là lối chơi được đề cao bởi 4A Games, phần lớn là vì câu chuyện. Mọi thứ trong thế giới được tạo ra không bao giờ quá rõ ràng trắng đen, thiện ác, mà đằng sau mỗi level, mỗi nhóm nhân vật phụ đều có một hoàn cảnh, số phận riêng. Thú thật là phong cách run and gun sẽ mang lại cho bạn giờ phút giải trí hấp dẫn hơn lối chơi Stealth rất nhiều, đặc biệt là với cảm giác súng đạn và hệ thống phụ kiện chi tiết như thế này. Khách quan mà nói, Stealth trong Exodus không phải là thứ gì quá mới lạ trên thị trường, nhưng động lực để người chơi đi theo lối chơi này lại rất khó để diễn tả mà không đi sâu vào các tình tiết spoiler. Vì thế, nếu bạn là một trong những người đang cân nhắc liệu có nên bỏ tiền ra mua Metro Exodus hay không,
hãy coi như đây là kinh nghiệm từ một người đã hoàn thành game như tôi. Chơi stealth dù không hay bằng run and gun, nhưng đó là cách duy nhất để bạn tận dụng được hết giá trị của đồng tiền bạn bỏ ra khi mua tựa game này. Cứ thử đi, rồi bạn sẽ hiểu. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là Metro thiếu đi các trường đoạn thuần combat. Chúng được sắp xếp rất hợp lý trong câu chuyện và nó sẽ vẫn làm bạn vã mồ hôi nếu không quản lý đạn dược và lựa chọn phụ kiện một cách hợp lý. Và đây cũng là lúc chúng ta đề cập đến các điểm yếu không thể bỏ qua của Exodus. Metro có công nghệ tiên tiến và dù kinh phí sản xuất có thấp hơn mặt bằng chung, chất lượng hình ảnh không hề có sự thua kém so với các tựa game AAA. Tuy nhiên, một vấn đề mà bạn nhanh chóng nhận ra, đặc biệt là khi chơi game với headphone giống như tôi, là hòa âm. Tôi khá ngạc nhiên khi không có bài review nào đề cập đến khía cạnh này, và chỉ có một post duy nhất trên Reddit bởi nhà soạn nhạc và thiết kế âm thanh cho một số game indie. Đầu tiên, Ambient Sound, dịch nôm na là âm nền của thế giới xung quanh trong Exodus, quá nhỏ và đơn điệu. Hãy thử tắt âm nhạc và đi xung quanh bản đồ của Volga, bạn sẽ không nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi nhẹ, dù là trong bùn lầy hay chèo thuyền trên sông. Một vấn đề khác là sự chuyển giao của âm nền giữa các môi trường quá thô, đôi khi giọng nói của NPC hay AI trở nên vang vọng một cách kỳ lạ, đôi khi chúng không tương xứng với khoảng cách giữa người chơi. Một số âm trong combat quá yếu, nhất là tiếng đấm đá trong takedown, trong khi bước chân lại lấn át mọi thứ, kể cả hội thoại. Phỏng đoán của tôi là 4A sử dụng lại hệ thống âm thanh của 2033 và Last Light cho Exodus và dĩ nhiên đi từ môi trường chật hẹp như đường hầm Moscow sang level rộng, cần có những sự điều chỉnh nhất định. Bạn có nhận thấy vấn đề này không? Hãy cho tôi biết trong phần comment bên dưới. Các level có diện tích rộng dù đem lại rất nhiều lợi thế trong khám phá môi trường và cốt truyện, nhưng đồng thời các điểm yếu của series cũng trở nên rõ ràng hơn. Cử động của các Mutant, nhất là Nosalis, được bê nguyên từ phiên bản Redux và khi không có không gian u tối của đường hầm, bạn có thể thấy rõ sự thiếu tự nhiên của chúng. Thật đáng tiếc khi môi trường được chăm sóc tỉ mỉ. Trong khi đó, Watchmen và Nosalis lại như lạc sang từ một game thế hệ console trước. Chúng thường xuyên mất phương hướng, cử động không tương xứng với mặt đất. Ở độ khó cao, Shrimp là thứ cực kỳ khó chịu tại Volga. Tôi không ngại game khó, nhưng khi ngồi ở trên thuyền, bạn như mục tiêu di động cho chúng bắn và 1-2 hit là ATM sẽ làm mồi cho cá ngay. Tôi dám chắc những ai chơi từ hardcore trở lên sẽ không bao giờ lại gần bờ sông khi khám phá môi trường. Humanimal là một trong những loại mutant hiếm hoi được bổ sung trong phiên bản lần này và tôi thích cách chúng ngụy trang để làm bạn bất ngờ, nhưng khi thực sự vào combat, chúng lại lờ đờ như những bầy zombie, không phối hợp, không có chiến thuật nào cụ thể cả. Hệ thống cử động có phần vụng về của Atium tuy không gây nhiều phiền phức với mạch game chậm trong tiền bản, nay làm việc di chuyển trong môi trường mở trở nên khó khăn hơn mới cần thiết. Đầu tiên, bạn sẽ va chạm với rất nhiều chướng ngại vô hình, rất khó chịu cho combat. Thứ hai, bạn sẽ không biết rõ ATM sẽ leo trèo được vật thể nào, cử động đôi khi rất dài, nặng nề, chỉ cho một bậc thang ngắn ngủi. Những điểm trừ mà tôi kể trên có ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình trải nghiệm của bạn hay không? Theo tôi, câu trả lời là không, nhưng với thời gian phát triển 5 năm, hỗ trợ tài chính từ Deep Silver và một đội ngũ hùng hậu hơn, thật khó để chấp nhận chúng trong một hậu bản như thế này. Điều quan trọng là các nhược điểm kể trên hoàn toàn có thể khắc phục được và có không ít ví dụ trên thị trường để 4A học hỏi. Hy vọng là với kinh nghiệm rút ra từ Exodus, Metro sẽ hoàn thiện hơn nữa nếu như có một hậu bản trong tương lai. Câu chuyện mà 4A Games cùng Dmitry Kulikovsky lên ý tưởng cho Metro Exodus chỉ có thể được kể thông qua một tựa game có sự kết hợp giữa tuyến tính và level cấu trúc mở như thế này. Game thế giới mở dù là xu hướng, nhưng một điều mà thể loại này chưa bao giờ làm tôi thuyết phục là khoảng cách địa lý. Vẫn biết sức người là có hạn và map chỉ có thể mở rộng đến một mức độ nào đó trước khi nó ảnh hưởng tới chất lượng gameplay. Nhưng để diễn tả một hành trình viễn đông xuyên qua nước Nga sau tận thế, thật khó để bó hẹp chuyến đi ấy chỉ trong một bản đồ. Tôi vẫn muốn một mạch truyện hấp dẫn và sự mới lạ trong bối cảnh của thể loại game tuyến tính, nhưng đồng thời, Metro cũng là nơi mà Atium cùng thành viên trên đoàn tàu Aurora tìm lại một thế giới mà họ chưa từng biết tới. Họ cần có thời gian, cần có một sự tự do nhất định, điều mà những level bó hẹp dưới đường hầm như trong tiền bản không thể mang lại. Với bản thân tôi, cảm giác khi dòng chữ credit hiện lên khá lẫn lộn. Một phần tôi hài lòng vì trilogy gắn bó 10 năm này đã khép lại, một phần chưa thỏa mãn vì gameplay không có một cải tiến nào thực sự đáng kể. Hoàn thành game lần đầu tiên, tôi cho rằng Last Light vẫn là đỉnh cao của series, theo sau đó là Exodus và cuối cùng là 2033. Tuy nhiên cốt truyện của Exodus dần dần ngấm vào tâm trí theo thời gian và tôi nhận ra những thông điệp, hay nói đúng hơn là một cuộc trò chuyện mà 4A cùng nhà văn Dmitry muốn có với người chơi.
Đề tài của cuộc trò chuyện ấy không dễ dàng một chút nào, nên trong phần tiếp theo của video, Frost sẽ đồng hành cùng với tôi. Khó để bạn nhận ra đề tài mà 4A và nhà văn DBG muốn khai thác trong Metro, ngay từ cái tên Exodus và điểm chung của tất cả môi trường mở xuất hiện trong các level, đó chính là tôn giáo. Nó là một cụm từ rất nhạy cảm, và đừng lo, đây sẽ không phải là một video truyền đạo hay giáo điều, mà như Freeman đã nói ở trên, một cuộc trò chuyện để chúng ta tìm ra quan điểm của riêng mình. Khi đoàn tàu Aurora đặt chân đến dãy núi Yamantau, đây chính là lúc hy vọng của tất cả mọi người vụt tắt khi họ biết rằng toàn bộ chính phủ của nước Nga không còn tồn tại nữa. Thông điệp truyền đi qua radio thực chất là lời dụ dỗ để họ làm mồi cho những con quỷ ăn thịt người. Những con quỷ này từng là sĩ quan, kỹ sư, công nhân xây dựng căn cứ bí mật để khi chiến tranh hạt nhân xảy ra, nước Nga có một cơ quan đầu não để dần dần khôi phục xã hội văn minh. Một tháng, hai tháng trôi qua, thức ăn, nước uống cạn kiệt, chính phủ không biết đang ở đâu, mức độ phóng xạ bên ngoài quá cao và hàng trăm con người kẹt lại trong một bunker tương tự như D6. Nhân tính dần dần mất đi và Atium cùng Anna chỉ thoát chết trong gang tấc. Hành trình Exodus không còn là đi tìm sự cứu rỗi, nay trở thành tìm miền đất hứa và chứng kiến tàn dư của loài người. Câu hỏi mà Metro đặt ra lúc này không còn quá khác biệt với các tác phẩm hậu tận thế khác. Lối thoát nào để khôi phục xã hội loài người khi nhân tính đã không còn? Để tìm ra câu trả lời, Exodus đưa người chơi đến với ba cộng đồng. Giáo phái Fanatic of Volga, Children of the Forest tại Taiga, đế chế dầu mỏ Munai by Lair, và nô lệ tại sa mạc Caspian. Mỗi cộng đồng cho chúng ta một cái nhìn xoay quanh tôn giáo. Nhưng tại sao lại là tôn giáo? Đầu tiên, hãy quay trở lại với hai nhà triết học Plato và Aristotle trước công nguyên. Họ có cái nhìn rất khác nhau về cuộc sống, nhưng cùng có chung một quan điểm về bản chất, mục đích của loài người, hay còn gọi là human essence. Giống như tất cả mọi vật thể trong cuộc sống, chúng ta đều có cái gọi là essence, một đặc điểm mà vật thể đó không thể thiếu. Ví dụ như một con dao, dù cán có làm bằng gỗ, kim loại hay hình thù như thế nào, nó cũng cần có một lưỡi bén, nếu không, đây không còn là con dao nữa. Một chiếc ô tô có nhiều mẫu mã, chạy bằng nguyên liệu khác nhau, nhưng nó phải đưa người ta từ điểm A đến điểm B, bởi bản chất hay essence của nó là phương tiện di chuyển. Áp dụng lối suy nghĩ này, Plato và Aristotle cho rằng con người cũng phải có essence của riêng mình, điều làm chúng ta khác với loài động vật thông thường. Rõ ràng nó không chỉ dừng lại ở những nhu cầu vật chất, giải trí. Hàng ngàn năm đã trôi qua kể từ khi Plato và Aristotle đặt ra câu hỏi đó, và dù có đồng ý hay không, một phần lớn dân số thế giới đã tìm ra câu trả lời thông qua tôn giáo. Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao tôn giáo lại được khai thác nhiều như vậy trong Exodus. Nó có thể được dùng làm hướng đi cho một xã hội văn minh mới, là lối thoát của con người để bỏ lại cuộc chiến hạt nhân hơn 20 năm về trước. Nhưng nó cũng sẽ là một công cụ để một vài cá thể nắm giữ quyền lực trong tay. Hãy cùng xem Foy và Dmitry Gudkovsky thể hiện hai góc nhìn này như thế nào. Theo tôi, level tại đầm lầy Volga và sa mạc Caspian có thể được phân tích thông qua lăng kính của nhà triết học Karl Marx. Thế hệ của Marx vào thế kỷ 19 cảm nhận rõ nhất tầm ảnh hưởng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế phát triển đi kèm với giao thương trên toàn thế giới, mang đến bước tiến cho loài người. Nhưng Marx cho rằng nó chuyển giao quá nhiều quyền lực cho một số ít thương gia hay chủ tịch của những nhà máy, tập đoàn. Dần dần, khoảng cách giữa giai cấp trong xã hội ngày càng lớn. Thông qua môn giáo dục công dân, các bạn đã biết, cái tên Marx luôn đi kèm với phương pháp duy vật biện chứng với ba quy luật cơ bản: mâu thuẫn, lượng chất và phủ định. Áp dụng quy luật này vào cấu trúc xã hội, Marx kết luận rằng sự phát triển của loài người luôn bắt nguồn từ đấu tranh giai cấp. Giai cấp bị bóc lột đến một lúc nào đó sẽ vùng lên, tạo ra một cuộc cách mạng để lật đổ giai cấp bóc lột và trật tự mới sẽ bắt đầu. Nếu cần ví dụ để ủng hộ quan điểm này của Marx, bạn có thể nhìn sang sự sụp đổ của chế độ phong kiến, bành trướng thuộc địa của đế quốc Anh, Pháp, Đức và đấu tranh giành tự do cho nô lệ da đen ở Mỹ. Giả sử bạn đang là giai cấp bóc lột và chứng kiến lịch sử lặp đi lặp lại như thế này, bạn sẽ làm gì? Đương nhiên là làm cho cụm từ bóc lột mờ đi càng sớm càng tốt, tăng lương, bảo hiểm sức khỏe, nghỉ phép để đi du lịch. Chưa hết, bạn phải thuyết phục họ rằng có quá nhiều thứ ý nghĩa trong cuộc sống trước khi đứng lên để đấu tranh. Những pha tranh đấu đẫm máu để giải trí cho dân chúng ở Rome và phim ảnh, âm nhạc, pop culture ngày nay có cùng một điểm chung.
chúng là những thứ để che giấu vấn đề thực sự mà lẽ ra ta nên đối mặt. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. Marx chưa dừng lại ở đó. Nếu bạn muốn đánh lừa tất cả giai cấp bị bóc lột, phương pháp thành công nhất, hoàn hảo nhất mà lịch sử đã chứng minh chính là tôn giáo. Nó là liều thuốc để người ta quên đi thế giới mình đang sống, giống như một bộ phim hay video game vậy. Dù có thiếu thốn như thế nào, bị bóc lột một cách tàn nhẫn ra sao, thế giới trước con mắt của chúng ta chỉ là tạm thời mà thôi. Hãy hướng tới thiên đường, đến kiếp sống vĩnh hằng tiếp theo, khi bạn được tưởng thưởng vì trung thành với Chúa Trời. Chúa có kế hoạch cho mọi thứ và bạn là ai mà dám thách thức lại ý đồ của Ngài. Tất cả triết lý sống, kiến thức và tinh hoa của loài người đều được viết trong Kinh Thánh, và đó là điều duy nhất mà bạn cần biết. Quyển sách đó có thể thay đổi, chỉnh sửa để phù hợp với hoàn cảnh của mỗi xã hội. Chúa có thể là ngọn lửa dầu mỏ. Chúa có thể là một loài cá đột biến dưới đầm lầy Volga. Chúa nói, hãy cống hiến hết của cải vật chất cho cha xứ Selicius và tập đoàn dầu mỏ Munai Baylor. Đừng thắc mắc bởi họ có thể lấy đi mạng sống của bạn bất cứ lúc nào. I'm just doing my best to introduce a little order into it. Without which there is no hope for something better in the future. And with no hope, you can't live. Cùng với Karl Marx, một nhà triết học khác có tên là Søren Kierkegaard, và quan điểm của ông về tôn giáo có thể được cảm nhận rõ nhất qua màn trời Taiga, đem lại lăng kính mới cho Volga, Moscow và thành phố chết Dead City ở cuối game. Kierkegaard lớn lên trong sự thịnh hành của công nghệ truyền thông đại chúng, điện thoại, đường dây tàu hỏa, báo chí kết nối mọi mảnh đất trên thế giới. Ông nghĩ rằng cuộc sống càng tiện nghi, no đủ, con người càng dễ mất đi cái tôi, mục đích sống, hay như Pluto và Aristotle, mất đi essence, điều phân biệt chúng ta với những loài động vật khác, và đó là khi xã hội đi vào bế tắc. Cụ thể hơn, Kierkegaard đưa ra hai lý do chính dẫn đến tình trạng này: Lost in the Infinite và Lost in the Finite. Lost in the Infinite là khi người ta bị choáng ngợp bởi quá nhiều lựa chọn mà quên đưa ra quyết định cho chính bản thân mình. Chúng ta ai cũng sẽ trải qua cảm giác này, nhất là lúc mới hoàn thành cấp 3 và bước chân vào đại học. Quỹ thời gian của chúng ta là có hạn và nó như một chiếc đồng hồ đếm ngược không bao giờ ngừng nghỉ. Áp dụng điều này vào thế giới của Metro, thật ngạc nhiên là chính cộng đồng tại Moscow, nơi có điều kiện khắc nghiệt nhất, lại đang rơi vào tình trạng Lost in the Infinite. Họ biết chắc chắn tình hình đang xấu đi rất nhiều, nguồn tài nguyên cạn kiệt và cuộc chiến tại D6 càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Metro không thể duy trì sự sống cho họ mãi mãi, nhưng không ai dám mạnh dạn bước chân ra ngoài để khám phá. Trái lại, họ muốn trở thành nông dân, đánh cá, chăn nuôi, tham gia cảnh vệ hay Spartan Order. Họ chế nhạo những nỗ lực của Artyom khi liều mạng lên trên mặt đất để tìm tín hiệu sự sống bên ngoài thủ đô Moscow. Ngược lại, Lost in the Finite xảy ra khi con người không thể nhận ra những lựa chọn mình có. Họ ngỡ rằng những gì mình đang làm đến từ ý thức tự chủ của bản thân, đi theo đám đông một cách vô thức. Nô lệ ở sa mạc Caspian là minh chứng rõ nhất khi họ là thế hệ lớn lên sau chiến tranh hạt nhân, thiếu đi kiến thức cơ bản của một hệ thống giáo dục mang lại, bị tẩy não bởi những tập đoàn dầu mỏ để dâng hiến bản thân cho Chúa Trời. Khi diễn tả lối thoát khỏi sự bế tắc trong Infinite và Finite, sự khác biệt trong quan điểm về tôn giáo giữa Karl Marx và Kierkegaard được thể hiện rõ nhất. Kierkegaard nhanh chóng nhận ra mục đích của tôn giáo không phải là giải thích nguồn gốc của vũ trụ. Chúng ta không nên nghĩ rằng có một vị chúa tóc bạc ngồi trên thiên đàng theo dõi từng cử chỉ của mỗi người. Kierkegaard không quan tâm đến câu hỏi nội dung của Kinh Thánh là gì, mà là cách nó truyền tải những thông điệp để xây dựng một đức tin trong con người. Sự tồn tại của tôn giáo luôn đi song song với cộng đồng. Nó không phải là một quyển sách bách khoa toàn thư, mà là một hệ thống những tôn chỉ để người ta hướng đến. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt honor thy father and thy mother. Đây mới là điều mà Kierkegaard đề cao trong mỗi tôn giáo, bởi nó đại diện cho giá trị đạo đức mà loài người tích lũy được. Những giá trị ấy không phải tự nhiên mà có, mà cũng như tất cả các loại kiến thức, chúng được truyền từ đời này qua đời khác. Và nếu một câu chuyện như Kinh Thánh là nơi lưu trữ tốt nhất, chúng ta không nên chỉ gạt nó qua một bên và đi ngay đến những kết luận như Karl Marx. Đúng, tôn giáo có rất nhiều khuyết điểm và nó trở thành một vũ khí thống trị bởi không ít phe phái, quốc gia, nhưng nó được viết nên bởi con người và không ai có thể tự nhận mình là hoàn hảo. Tôn giáo đại diện cho câu trả lời mà Kierkegaard tìm kiếm để đưa chúng ta ra khỏi Infinite và Finite. Đó là niềm tin vào một tương lai tươi sáng, vào khả năng trở thành một cá thể có ích cho xã hội,
để lại dấu ấn riêng của mình trong quỹ thời gian hạn hẹp. Hành trình viễn đông tìm miền đất hứa chỉ là bề nổi của Metro Exodus. Thực chất, đó là hành trình đi tìm niềm tin. Và người tìm ra niềm tin không phải là Atium, mà chính là Miller. The order is short on men after the battle for D6, but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. There's only Metro, nothing else. And the order is here to defend it. Because if not us, then who? Xét trên nhiều khía cạnh, nửa đầu của Exodus có thể được coi là bi kịch của Miller khi định nghĩa về xã hội, sự cống hiến cho Spartan Order, hy sinh cả đôi chân để bảo vệ D6, tất cả chỉ để phục vụ cho một lời nói dối. Miller lạc lối trong ảo tưởng tạo ra bởi chính phủ Hansa, đến nỗi khi câu trả lời rõ ràng ngay trước mắt, ông vẫn cố bám lấy lời nói dối ấy, một mực đi đến Yamantau để giải thích với chính phủ rằng ông không phải là kẻ phản bội, cầu xin một cơ hội để trở về Metro. Nói cách khác, ông không muốn cuộc đời của mình trở nên vô nghĩa. Hy vọng đó rồi cũng bị vụt tắt bởi một gáo nước lạnh khi chứng kiến con người có thể si tán như thế nào. Nhưng rồi hành trình viễn đông, tuy nghiệt ngã, nhưng Miller nhận ra rằng con người vẫn có tương lai trên thế giới ngập tràn phóng xạ này. Những ngư dân tại đầm lầy Volga, với chúng ta, một hội cuồng giáo, bị cha xứ Silentius lừa để ông ta hưởng xa hoa phú quý, chiếm lấy những người phụ nữ xinh đẹp cho riêng mình. Nhưng quyết tâm gây dựng lại cuộc sống từ đầu mà không có sự hiện diện của công nghệ hiện đại, liệu có phải là xấu? Mặc cho Bandit bao vây xung quanh và vô số sinh vật đột biến, họ gắn bó với nhau trong một cộng đồng, đoàn kết bởi một niềm tin. Vẫn biết niềm tin đó có cực đoan, nhưng ít nhất họ đã có bước đi đầu tiên để trở thành những cá thể thực thụ trong thế giới mới. Các thành viên trên tàu của Aurora, và chắc chắn là bản thân người chơi trong đó có tôi, sẽ không ngừng mỉa mai họ. Nhưng nếu nhìn về tương lai, Moscow với công nghệ tiên tiến, điện năng, chém giết lẫn nhau ở D6 và xa hơn là kết cục bi thảm giống như trong Dead City. Ai có tương lai tươi sáng hơn? Đầm lầy Volga hay Metro? Niềm tin hay những lời dối trá? Nếu như Volga là một ánh sáng hy vọng le lói, thì rừng rậm Taiga là nơi cho Miller biết mình phải làm gì. Khi chiến tranh hạt nhân nổ ra, những học sinh tại trại hè còn sống sót vì mức phóng xạ rất thấp so với toàn bộ nước Nga. Họ được một người thầy truyền dạy cách tồn tại, những đạo lý cơ bản để chung sống với nhau. Không mâu thuẫn, đối xử bình đẳng, không chém giết, nhưng làm hết sức mình để bảo vệ đồng loại. Nhưng khi người thầy không còn nữa, cộng đồng của họ bị chia cắt. Một bên là Pioneer, chuộng hòa bình, một bên là Pirate, bạo lực, hung dữ hơn. Lời dạy dần dần bị lãng quên, người thầy dần phai nhòa trong trí nhớ. Taiga cho Miller thấy rằng, đức tin, tôn giáo có thể được viết nên bởi bất cứ ai, nhưng nếu đức tin ấy không được trau dồi hàng ngày và ăn sâu vào tiềm thức, nó sẽ bị lu mờ theo thời gian. Cũng giống như đoàn tàu Aurora, nó cần có người cầm lái, và còn ai khác phù hợp hơn ngoài Atium và The Order. Ở cuối game, miền đất hứa đã được tìm thấy, nhưng hành trình của họ mới chỉ bắt đầu. Dù có khó khăn đến đâu, họ sẽ phải quay lại Moscow và phá vỡ lời dối trá của chính phủ Hansa, giải phóng cho 50.000 con người đang mắc kẹt trong hệ thống Metro. Miller cuối cùng đã vứt bỏ hoàn toàn quá khứ và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho tương lai mình vừa tìm thấy. Trao cho Atium liều thuốc kháng phóng xạ cuối cùng tại thành phố Novosibirsk. No sleeping, soldier. No sleeping now. I did find you after all. Don't know how. Stay with me, Artyom. Nếu như 2033 và Last Light là cơ hội để con người chuộc tội trong mắt của Dark Ones, cầu xin sự cứu rỗi, Exodus, thông qua hành trình của Miller, là nơi con người tự đi tìm niềm tin để cứu lấy chính mình.
setting up for Artyom. You were always ready, and I was too attached to my position in the rat race. I'm sorry. I'd like to stay here forever. Could you arrange that for me? And the most important thing, my time's up, Artyom. It's your turn now. Step up, lead them. Just remember that I created the Order to save people. All people, Artyom. Don't forget that. Because I somehow did. Goodbye, Commander. Time to wake up. Come on. Rise and shine, son. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: «Пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой.